Hello, các bạn, hôm nay mình chơi 8 trò với game map rank. Bắn nhiệt tình thì đang trong buổi party sinh nhật. Tự nhiên này cứ quay thế này. Chết tiêu. Ô còn côn nữa này, chả đồng ngôi. À còn một ông nữa. Thanh niên nhìn ngắm kinh thế nhỉ. Wow, chúng ta có khoảng 19.000 tiền vàng rồi. Sẽ có mua cái gì không? Được 44 cái sinh nhật. Mình sẽ next tiếp, mình sẽ bắn tiếp đi. Đây là một game rất hot trong thời điểm hiện tại và lưu trữ nó quảng cáo nhiều vô cùng luôn. Mình hiểu tìm nó rất chết. Chơi game nào cũng thấy quảng cáo. Chúng ta chơi game Sonic. Yeah, chúng ta đang vào game Sonic. Cái nhân vật mình đang điều khiển là một cô nàng rơi. Trên này có bot đấy. Để thôi không cần tiếp xúc với bot. Ôi, tốc độ này rất là nhanh. Game Sonic ngày xưa này mình chơi rất là nhiều. Chơi nhiều tới nỗi là quen thuộc luôn, nhưng mà dạo gần đây là ít sử dụng. Do cái lượt tìm kiếm của nó ít hơn là mình ít sử dụng hơn. Ô, xí ta. Chúng ta sang No Mountain. Mỡ mặt hết luôn.
Tôi bắt sang game Why My Water. Đó. Còn một chú vịt nên đang đang góc này này. Chơi cái màn này, chơi cái màn này, màn 29. Đây là một cái màn melody Do re mi fa sol la si do này. Ăn thôi. Chưa gặp bất kỳ một khó khăn nào trong cái màn này cả. Mình đánh giá cái màn này khá là dễ. Đã sang màn 80. Trời, cái màn này chưa kiểu gì. Hỏng hết rồi. Chúng ta sang game Tom Friend. Hôm nay mình đã đến ngày thứ 11. Mình nuôi mấy chú mèo này tục được 11 hôm rồi. Mèo và chó rồi thỏ. Cô này vẫn ngủ quá rồi. Anh. Đây là anh Angela. Xem cậu này cần gì nào. Ta đi cho cái tiểu đội này đi ăn. Bạn ăn đây. Ôi trời, cho ăn một tí mà no hết cả mồm rồi. Vậy xem hai cậu này làm gì. Ôi, ngủ này. Cô thỏ này cũng ngủ này. Hmm?
ta phải lên xe buýt. Ta mình đi lên xe buýt. Ta chỉ đến khu vui chơi thôi. Ở đây có những cái hộp quà, chỉ có tìm đồ ăn, trang phục, thuốc chữa bệnh. Ok, có mỗi hôm đi một tí thôi. Còn bây giờ là thời điểm để chúng ta vào đây trồng cây. Là mấy cây này không phải là cứ tưới nhiều là nó to. Chả thấy lớn gì cả. Mưa rồi. À, đưa xa thì này, đưa gần như cái to này. Từ xa thì cái bé không thể vứt được. Cả team đều tụ tập ở đây rồi. Wow, sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Đến lúc Ben đi ngủ rồi. Xem cậu làm được không. Ủa tranh nhau. Tất cả mọi người đã xong việc, chúng ta sang game khác. Chúng ta sang game Grab of War. Đây chính là trò chơi Grab of War. Và mình đang chịu ở trong Battle for the Moon. Chạm ngay vào công tắc này nhau thì dòng điện nó sẽ đi qua người mất. Khá là mệt. Ah!
chúng ta vào selector. Play now. Oh ho. Cho cái bọn run này hút cháo hết. Ôi. 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 Ôi trời ơi, ăn được rồi. Con run của mình mang một cái màu sắc gọi là xanh đỏ tím vàng luôn, bảy màu luôn. Cho nó nổi bật giữa đám đông. Tại mình đang xếp thứ bao nhiêu này? Xếp thứ 30. Ồ. Oh, ồ. Oh. To quá. Quay hết cái lũ này đi. Wow, nhìn đây. Em xếp thứ 12 nhé. To nhất bản đồ nhé. Cô đi kiếm ăn nào. Oh, oh. Ui dồi ôi. Chúng ta sang top run. Sẽ giúp mình công cụ để tăng tốc này. Xe hàng của Dragon. Đơ, trò này bắt một dấu hiệu đơ. Mình chơi mấy máy. Để mình đơ. Mình sang trò cuối cùng. À, Riscat. Ten. Cái này không được. Cái phiên bản này nghe hay hơn cái trò đi cho cắt nhé. Đây là Frost. Ôi, cái màn này chơi giống cái màn hồi nãy mình chơi một lần. Ào, chưa cắt dây. Oh.
Ôi, đi rõ xa thì con gấu này nó bắt đầu. Gấu giống như thật luôn nhé. Không ổn rồi. Quán này chưa cái gì nhỉ? À, không không cắt cái này xuống. Ôi. Nè.